Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 11. Vừa khi Gia-bin, vua Hát-so đã hay các sự này, bèn sai sứ giả đến cùng Dô-báp, vua Ma-đôn, đến cùng Sim-rôn, vua Ác-sáp, cùng các vua ở miền Bắc, hoặc ở trên núi, trong đồng, miền Nam Kinneret, xứ thấp, hay là trên các nơi cao Đô-rơ về phía Tây. Lại sai đến cùng dân Canaan ở về phía Đông và về phía Tây, cùng dân Amorit, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít ở trong núi, và đến cùng dân Hê-vít ở nơi chân núi Hẹt Môn trong xứ Mít-ba. Các vua này với hết thảy quân lính mình bèn kéo ra một dân đông vô số như cát nơi bờ biển, có ngựa và xe theo rất nhiều. Hết thảy các vua này đã hẹn nhau đến đóng trại chung gần nước Mê-rôm đặng giao chiến cùng Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: "Chớ sợ, vì ngày mai tại giờ này ta sẽ phó hết thảy chúng nó bị chết trước mặt Israel. Ngươi sẽ cắt nhượng ngựa và đốt các xe cộ chúng nó nơi lửa." Vậy Giô-suê và hết thảy chiến sĩ người lập tức đi lên, xông vào chúng nó gần nước Mê-rôm, và Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay Israel. Giô-suê và hết thảy chiến sĩ đánh đuổi theo chúng nó cho đến Sidon lớn, cho đến Mít-rê-phốt-ma-im và đến trũng Mít-ba về phía đông, chẳng để thoát khỏi một ai hết. Giô-suê làm cho chúng nó y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người, cắt nhượng ngựa và đốt xe cộ của chúng nó nơi lửa. Trong một lúc đó, khi trở về, Giô-suê lấy Hát-so và dùng gươm giết vua nó. Hát-so xưa vốn là kinh đô của các nước này. Giô-suê và quân lính dùng lưỡi gươm giết hết thảy người ở trong thành, chẳng còn lại vật chi có hơi thở, và người phóng hỏa thành Hát-so. Giô-suê cũng bắt các vua này dùng lưỡi gươm giết đi và chiếm các thành của họ mà diệt đi, y như Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền dặn. Nhưng Israel không đốt một thành nào ở trên gò nổng trừ ra Hát-so mà Giô-suê đã đốt. Dân Israel đoạt lấy về phần mình hết thảy hóa tài và hết thảy súc vật của các thành này, nhưng dùng lưỡi gươm giết mọi loài người cho đến chừng đã diệt hết, chẳng còn để lại vật nào có hơi thở. Mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se tôi tớ ngài thì Môi-se đã truyền lại cho Giô-suê, và Giô-suê làm theo phàm điều gì Đức Giê-hô-va phán dặn Môi-se. Giô-suê không bỏ sót gì hết. Vậy Giô-suê chiếm lấy cả xứ này, nào núi, nào cả miền nam, nào toàn xứ Gô-sen, nào đất thấp và đồng bằng, nào núi Israel cùng xứ thấp nó, từ phía núi trụi mọc lên phía Seir cho đến Ba Anh Gác trong trũng Liban tại chân núi Hẹt Môn. Người bắt hết thảy vua các miền đó đánh và giết đi. Giô-suê đánh giặc cùng các vua này lâu ngày. Chẳng có một thành nào lập hòa cùng dân Israel trừ ra dân Hê-vít ở tại Ga-ba-ôn. Dân Israel nhờ giặc giả mà chiếm lấy hết thảy. Vì Đức Giê-hô-va để cho lòng các vua ấy cố chấp mà chinh chiến cùng Israel, hầu cho họ bị diệt đi, không được thương xót, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Trong lúc đó, Giô-suê đi trừ diệt dân Anakim, nào ở trong núi, ở Hê-bron, ở Đê-bia, ở Anáp, hay là ở trên khắp núi Giu-đa và núi Israel. Giô-suê tận diệt chúng nó luôn với các thành của họ. Chẳng còn người Anakim nào trong xứ Israel, chỉ ở tại Gaza, Gác và Ách Đốt thì có. Vậy Giô-suê chiếm cả xứ y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, và ban xứ cho Israel làm sản nghiệp tùy sự chia phân từng chi phái. Bây giờ xứ được bình tĩnh, không còn giặc giả. Chương 12. Này các vua của xứ mà Israel đã đánh bại và chiếm lấy xứ của họ ở bên kia sông Giô-đanh về phía mặt trời mọc, từ khe Ạc-nôn đến núi Hẹt Môn, với toàn đồng bằng về phía đông. Si-hôn, vua dân Amorit,
ở tại Hết-bôn. Người quản hạt từ A-rô-e là thành ở mé khe Ạc-nôn và từ giữa dòng khe, phân nửa xứ Ga-la-át cho đến khe Gia-bốc là giới hạn dân Am-môn. Lại quản hạt đồng bằng cho đến biển Kinneret về phía đông, cho đến biển của đồng bằng, tức là biển mặn. Ở phía đông về hướng Bet-Yeshimot, cũng quản hạt miền nam dưới chân triền núi Phích-ga. Kế đến địa phận của Óc, vua Ba-sang, là một người còn sót của dân Rephaim ở tại Ách-ta-rốt và Ết-rê-i. Người quản hạt núi Hạt-môn, miền Sanh-ca và cả xứ Ba-sang cho đến giới hạn dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít, cùng đến lối giữa xứ Ga-la-át là giới hạn của Si-hôn, vua Hết-bôn. Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, và dân Israel đánh bại chúng nó. Rồi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, ban địa phận chúng nó cho người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-se làm sản nghiệp. Này là các vua của xứ mà Giô-suê và dân Israel đánh bại ở bên này sông Giô-đanh về phía tây, từ Ba-anh-Gác trong trũng Li-ban cho đến núi Trụi nổi lên về hướng Sê-i-rơ. Tùy sự phân chia từng chi phái, Giô-suê ban cho các chi phái Israel làm sản nghiệp núi, xứ thấp, đồng bằng, gò nổng, đồng vắng và miền nam, tức là cả xứ dân Hê-tít, dân Amorít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít. Vua Giê-ri-cô, vua A-hi vốn ở nơi cạnh Bê-tên, vua Giê-ru-sa-lem, vua Hê-b-rôn, vua Giạc-mút, vua La-ki, vua Ét-lôn, vua Gê-xê, vua Đê-bia, vua Gê-đê, vua Họt-ma, vua A-rát, vua Líp-na, vua A-đu-lam, vua Ma-kê-đa, vua Bê-tên, vua Tháp-bu-ách, vua Hê-phê, vua A-phét, vua Sa-rôn, vua Ma-đôn, vua Hát-so, vua Sim-rôn-mê-rôn, vua Ạc-sáp, vua Tha-a-nát, vua Mê-gi-đô, vua Kê-đê, vua Dốc-nê-am ở tại Cạc-mên, vua Đô-rơ ở trên các nơi cao Đô-rơ, vua Gô-im ở Ginh-ganh và vua Thiệt-sa. Hết thảy là 31 vua. Chương 13. Giô-suê đã già, tuổi cao. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng người rằng: Ngươi đã già, tuổi đã cao, phần xứ phải đánh lấy hãy còn nhiều lắm. Xứ còn lại là đây: hết thảy miền của dân Philippines và cả địa phận dân Ghê-su-rít từ sông Si-cô đối ngang xứ Ai Cập cho đến giới hạn Ét-rôn về phía bắc, vốn kể là miền Ca-na-an, thuộc về năm vua Philippines là vua Ga-sa, vua Ách-đốt, vua Ách-ca-lôn, vua Gác, vua Ét-rôn và vua dân A-vim. Lại về phía nam, cả xứ Ca-na-an và Mê-a-ra vốn thuộc về dân Si-đôn cho đến A-phét, cho đến giới hạn dân Amorít. Còn luôn xứ dân Gibelit và cả Li-ban về phía mặt trời mọc, từ Ba-anh-gác ở dưới chân núi Hạt-môn cho đến nơi vào ranh Ha-mát. Lại còn dân ở trên núi từ Li-ban cho đến Mít-rê-phốt-ma-im, tức là các dân Si-đôn. Ấy, chính ta sẽ đuổi chúng nó khỏi trước mặt dân Israel. Xong, ngươi hãy bắt thăm chia xứ này cho Israel làm sản nghiệp, y như ta đã truyền cho ngươi. Vậy bây giờ, hãy chia xứ này cho 9 chi phái và phân nửa chi phái Manasseh. Người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasseh đã lãnh bởi Môi-se phần sản nghiệp mình ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông, y như Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã phát cho chúng nó, tức là xứ từ A-rô-e ở trên mé khe Ạc-nôn và thành ở giữa trũng, cùng cả xứ đồng bằng từ Mê-đi-ba chí Đi-bôn và hết thảy những thành của Si-hôn vua Amorít trị vì tại Hết-bôn cho đến giới hạn dân Am-môn. Lại xứ Ga-la-át cùng địa phận dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít khắp núi Hạt-môn và toàn Ba-sang cho đến Sanh-ca, cũng được toàn nước vua Óc trong Ba-sang vốn trị vì tại Ách-ta-rốt và Ết-rê-i. Người là kẻ chót trong dân Rê-pha-im còn sót lại.
Môi-se đánh bại và đuổi chúng nó đi. Nhưng dân Israel không đuổi đi dân Geshurit và dân Ma-ca-thít. Ấy vậy, dân Geshurit và dân Ma-ca-thít còn ở giữa dân Israel cho đến ngày nay. Song Môi-se không phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê-vi. Những của lễ dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, ấy là phần sản nghiệp của chi phái đó, y như Ngài đã phán cùng Môi-se. Vậy, Môi-se có phát một phần cho chi phái Ru-bên tùy theo họ hàng của chúng. Địa phận chi phái Ru-bên chạy từ A-rô-e trên mé khe Ác-nôn và từ thành ở giữa trũng cùng toàn đồng bằng gần Mê-đê-ba. Hết-bôn và các thành nó ở nơi đồng bằng là Đi-bôn, Ba-mốt-ba-anh, Bết-ba-anh-mê-ôn, Gia-hát, Kê-đê-mốt, Mê-phát, Ki-ri-a-ta-im, Ship-ma, Seret Ha Sa Cha ở trên núi của chúng, Bết Phê O, các triền núi Phích Ga, Bết Giê Si Mốt, các thành của xứ đồng bằng, toàn nước Si Hôn, vua dân Amorit, vốn cai trị tại Hết Bôn mà Môi-se đã đánh bại, với quan trưởng Madian là Evi, Rekem, Surer, Hurer và Reba, tức các quan trưởng làm chư hầu Si Hôn và ở trong xứ. Trong những người mà dân Israel dùng gươm giết thì có thuật sĩ Balaam, con trai của Bê-ô. Địa phận người Ru-bên có sông Giô-đan làm giới hạn. Đó là sản nghiệp của người Ru-bên tùy theo những họ hàng, thành ấp và làng xóm của họ. Môi-se cũng có phát một phần cho chi phái Gác tùy theo họ hàng của chúng. Địa phận của chi phái Gác là Gia-ê-se, các thành Ga-la-át, phân nửa xứ dân Ammon cho đến A-rô-e đối ngang Rabba và từ Hết-bôn cho đến Ramat-mít-bê cùng Bê-tô-nim, đoạn từ Mahanaim cho đến bờ cõi Đê-bia. Còn trong chủng thì Bết-ha-ram, Bết-nim-ra, Su-cốt và Sa-phôn, tức là phần còn lại của nước Si-hôn, vua Hết-bôn, luôn sông Giô-đanh và miền Giô-đanh cho đến cuối biển Kinneret tại bên kia sông Giô-đanh về phía đông. Đó là sản nghiệp của người Gác tùy theo những họ hàng, thành ấp và làng xóm của họ. Môi-se cũng có phát một phần cho phân nửa chi phái Ma-na-se tùy theo họ hàng của chúng, là phần vẫn còn thuộc về phân nửa chi phái Ma-na-se. Địa phận của họ là từ Mahanaim, toàn Ba-san, cả nước ấp vua Ba-san và các thôn Giai Rơ trong Ba-san có 60 thành. Phân nửa xứ Ga-la-át, Ách-ta-rốt và Ết-rê-i là hai thành về nước ấp tại Ba-san đã phát cho phân nửa con cháu Ma-ki, chít của Ma-na-se tùy theo họ hàng của chúng. Đó là các sản nghiệp mà Môi-se phân phát tại trong đồng bằng Mô-áp ở bên kia sông Giô-đan về phía đông đối ngang Giê-ri-cô. Song Môi-se không phát sản nghiệp cho chi phái Lê-vi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là sản nghiệp của chi phái ấy, y như Ngài đã phán cùng họ vậy. Thi Thiên 73. Đức Chúa Trời thật đãi Israel cách tốt lành, tức là những người có lòng trong sạch. Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp, suýt chút bước tôi phải trượt, vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì trong cơn chết chúng nó chẳng bị đau đớn, sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ. Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Bởi cớ ấy, sự kiêu ngạo làm cây kiềng cho cổ chúng nó, sự hung bạo bao phủ chúng nó như cái áo. Mắt chúng nó lộ ra trong mở, tư tưởng lòng chúng nó tuôn tràn ra. Chúng nó nhạo báng, nói về sự hà hiếp cách hung ác. Chúng nó nói cách cao kỳ, miệng thì nói hành thiên thượng, còn lưỡi lại phao vu thế gian. Vì cớ ấy, dân sự Ngài xây về hướng đó, và chúng nó uống nước cạn chén. Chúng nó rằng, làm sao Đức Chúa Trời biết được? Há có sự tri thức nơi đấng chí cao sao? Kìa là những kẻ ác, chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng nó thêm lên. Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch
và rửa tay tôi trong sự vô tội. Việc ấy thật lấy làm luống công, vì hằng ngày tôi phải gian nan, mỗi buổi mai tôi bị sửa phạt. Nếu tôi có nói rằng ta sẽ nói như vậy, ác tôi đã phạm bất trung cùng dòng dõi con cái Chúa. Khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi, cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó. Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến cho chúng nó hư nát. Ủa kìa, chúng nó bị hủy diệt trong một lát, chúng nó vì kinh khiếp mà phải tiêu hao hết trọi. Hỡi Chúa, người ta khinh dễ chiêm bao khi tỉnh thức thể nào, Chúa khi tỉnh thức cũng sẽ khinh dễ hình dạng chúng nó thể ấy. Khi lòng tôi chua xót và dạ tôi xôn xao, thì bây giờ tôi ở ngu muội chẳng hiểu biết gì. Trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú vật vậy. Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần tôi đến đời đời. Vì kìa, những kẻ xa Chúa sẽ hư mất, Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm, xây bỏ Chúa. Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời. Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, đặng thuật lại hết thảy các công việc Ngài. Chương 5. Hỡi con người, còn như ngươi, hãy lấy một cái gươm bén như dao cạo râu, lấy mà đưa qua trên đầu và râu ngươi, rồi dùng cân, cân và chia tóc. Khi những ngày vây thành đã mãn, ngươi hãy đốt nó một phần ba tại giữa thành, rồi lấy một phần ba khác, dùng gươm mà đánh nó tại chung quanh thành. Sau lại, hãy rắc tan một phần ba cuối cùng ra trước gió. Chính ta sẽ tuốt gươm theo sau. Trong những cái còn lại, ngươi khá lấy một ít mà buộc vào vạt áo choàng mình. Còn những cái sau rốt, hãy lấy một vài cái quăng trong lửa và đốt cháy. Từ đó sẽ có lửa phát ra kịp đến cả nhà Israel. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Kìa là thành Jerusalem, ta đã đặt nó giữa các dân tộc và các nước bao xung quanh nó. Bởi nó loạn nghịch luật lệ ta, làm điều dữ hơn các dân tộc, trái phép tắc ta hơn các nước chung quanh, vì chúng nó khinh bỏ luật lệ ta và không bước theo phép tắc ta. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Tại các ngươi là rối loạn hơn các dân tộc chung quanh, không bước theo phép tắc ta, cũng không giữ luật lệ ta. Tại các ngươi cũng không làm theo luật lệ của các dân tộc chung quanh mình. Vì cớ đó, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta, chính ta nghịch cùng ngươi, và ta sẽ làm sự đoán phạt giữa ngươi cho các dân tộc đều thấy. Vì cớ mọi sự gớm ghiếc của ngươi, ta sẽ làm giữa ngươi một sự mà trước kia ta chưa hề làm, sau này cũng không hề làm nữa. Ở giữa ngươi, cha sẽ ăn thịt con sẽ ăn thịt cha. Ta sẽ làm sự đoán phạt nghịch cùng ngươi và mọi kẻ sót lại của ngươi. Ta sẽ làm cho nó tan lạc ra mọi gió. Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, tại ngươi đã làm ô uế nơi thánh ta bởi những sự xấu hổ gớm ghiếc, nên ta cũng chắc sẽ xây mắt chẳng tiếc ngươi. Mắt ta sẽ không dè tiếc, ta sẽ không thương xót. Một phần ba trong ngươi sẽ chết dịch, sẽ bị cơn đói kém làm tiêu mòn ở giữa ngươi. Một phần ba sẽ ngã dưới lưỡi gươm trong tứ vi ngươi. Còn một phần ba nữa, ta sẽ làm tan lạc ra mọi gió và lấy gươm đuổi theo nó. Sự giận ta sẽ được trọn như vậy, và ta sẽ khiến cơn thạnh nộ ta thôi nghịch cùng chúng nó. Ta sẽ được yên ủi, và khi ta làm trọn sự giận trên chúng nó rồi, thì chúng nó sẽ biết rằng ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, đã nói trong sự sốt sắng ta. Vả lại, ta sẽ làm ngươi ra hoang vu,
và cớ nhuốc nha trong các nước chung quanh ngươi và trước mắt kẻ đi qua. Vậy khi ta sẽ nổi giận xét đoán ngươi, nhân sự thạnh nộ trách phạt ngươi, ngươi sẽ bị nhuốc nha và chê bai, làm gương và gỡ lạ cho các nước chung quanh ngươi. Chính ta là Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ta sẽ bắn trên chúng nó những tên độc của sự đói kém làm cho chết, mà ta sẽ bắn để hủy diệt các ngươi. Ta sẽ thêm sự đói kém trên các ngươi và sẽ bẻ gãy bánh của các ngươi đi. Ta sẽ giáng sự đói kém cho các ngươi và sai thú dữ đến làm cho ngươi cô độc. Ôn dịch và sự đổ máu sẽ trải qua giữa ngươi. Ta là sẽ sai gươm xuống trên ngươi nữa. Chính ta là Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Chương 6. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy: Hỡi con người, hãy xây mặt về các núi của Israel và nói tiên tri nghịch cùng nó rằng: Hỡi các núi của Israel, hãy nghe lời của Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán cùng các núi, các đồi, hầm hố và nơi trũng như vậy: Này, ta, chính ta sẽ giá gươm trên các ngươi và hủy hoại các nơi cao của các ngươi. Bàn thờ các ngươi sẽ bị phá hoang, tượng mặt trời các ngươi sẽ bị bẻ gãy. Ta sẽ ném bỏ những kẻ bị giết của các ngươi trước mặt thần tượng các ngươi. Ta sẽ đặt những xác chết con cái Israel ra trước mặt thần tượng chúng nó và rải hài cốt các ngươi khắp chung quanh bàn thờ các ngươi. Hễ nơi nào các ngươi ở thì thành ấp sẽ bị hủy hoại, các nơi cao sẽ bị hoang vu, đến nỗi bàn thờ các ngươi bị hủy hoại hoang vu, thần tượng bị đập bể và không còn nữa, tượng mặt trời nát ra từng mảnh và mọi công việc của các ngươi thành ra hư không. Những kẻ bị giết sẽ ngã xuống giữa các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Dầu vậy, khi các ngươi bị tan lạc ra các nước, ta sẽ còn để dân sót lại, vì giữa các nước, các ngươi sẽ có một vài người được thoát khỏi mũi gươm. Những kẻ trong các ngươi được thoát ấy sẽ nhớ đến ta trong các nước mà chúng nó bị bắt đến. Thế nào, ta đã buồn rầu trong lòng, vì lòng tà dâm của chúng nó đã lìa bỏ ta, và mắt chúng nó hành dâm theo thần tượng mình. Bây giờ, chúng nó tự oán hận mình, vì cớ mọi sự dữ chúng nó đã làm bởi những việc gớm ghiếc của mình. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, và lời ta đã nói giáng tai vạ cho chúng nó chẳng phải là lời hư không vậy. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hãy vỗ tay dậm chân mà rằng: Than ôi, vì mọi sự dữ đáng gớm của nhà Israel, vì nó sẽ chết bởi gươm dao, đói kém và ôn dịch. Kẻ nào xa sẽ chết bởi ôn dịch, kẻ nào gần sẽ ngã dưới lưỡi gươm, kẻ nào sống sót là kẻ bị vây sẽ chết bởi đói kém. Đối với chúng nó, ta sẽ làm cho trọn sự giận của ta. Khi những kẻ bị giết của chúng nó nằm giữa đám thần tượng xung quanh bàn thờ, trên mỗi gò cao, trên mọi đỉnh núi, dưới mọi cây xanh và cây dẻ rậm, khắp những nơi chúng nó dâng hương thơm ngào ngạt cho thần tượng mình, bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vậy ta sẽ giang tay nghịch cùng chúng nó, hễ nơi nào chúng nó ở thì ta sẽ làm cho đất đó ra hoang vu hủy phá, từ đồng vắng cho đến điếp lát. Thế thì chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báu của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng,
hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.